Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình chính là Phong Cận TV đây. Yeah. Sammy nước nha các bạn. Ok. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái gì ta? Một con mini game rất là vui luôn anh em ơi. Và các bạn biết gì không? Con mini game này nè, nó làm cho mình ấn tượng cực kỳ luôn. Sao bà dám nhảy? Sao bà dám nhảy lên đầu tôi? Hả? Sammy này, bà ghen quá ha, bà dám nhảy lên đầu tôi luôn ha, bà ghen quá ha. Ok, thì các bạn thấy những con gì bên dưới kia không? Đó là những con robot đó mấy bạn ơi, mình sẽ cho anh em xem nè, đi xuống đây cho mấy bạn xem nè. Đó, xuống đây. Ôi bạn nè, đây là những con robot đó mấy bạn ơi, wow. Sammy thấy ngầu không? Tôi ngầu hơn, thấy không? Từ miếng cạnh thì tôi ngầu hơn không? Đó. Trời ơi, tôi nghĩ con robot nè, bà đứng không bằng cái chân của con robot nó đạp bà một cái, bà bẹp lép như con tép luôn. Trời ơi, đó mấy bạn thấy không? Thì nhiệm vụ chúng ta là sẽ leo lên những con robot này. Đó, mày thấy ghê không? Nè, di chuyển nè, đó, bắn súng nè. Bum 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 bum. Đó, bắn súng nè, bạn thấy ghê không? Bum 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 bum. Ôi trời ơi, ngầu quá bạn ơi. Thì nhiệm vụ chúng ta là sẽ leo lên những con robot này, sau đó là chiến đấu với nhau. Đó, mình với lại Sammy Đào sẽ chiến đấu nha. Đó, thì cái trò này chính là trò gì à? Bắn súng. Với lại là mà không phải bắn súng bình thường mà là bắn súng bằng robot đó. Mình nghĩ là Sammy kỳ này thua mình chắc rồi, tại vì là cái gì chứ mấy cái trò mà đánh nhau thì tất nhiên con trai phải hơn con gái, đúng không mấy bạn? Trời, đúng không? Ai biết được lỡ tôi thắng thì sao? Cứ để xem. Ok, rồi chúng ta bắt đầu vào video thôi nè anh em ơi. Let's go. Ok, bắt đầu nha. Vô nè. Rồi ok. Rồi, chúng ta không cần phải chọn những con robot xung quanh đây, chúng ta còn có thể chọn những con robot ở trong cái hộp này nè các bạn. Đây cái hộp này nè. Đó, chúng ta chỉ cần bấm cái hộp này lên, sau đó các bạn chỉ cần gọi sao ta? Bấm phần mở thì nó sẽ cho các bạn những con ngẫu nhiên nha. Ngẫu nhiên các bạn sẽ được một con cái gì? Có thể nhận một nhân vật sau đó các bạn sẽ được nhận những con này nè. Đó. Ok, mình nhận được cái con màu vàng các bạn ơi, đặt nó ra nè. Ui! Con này nhìn ngầu quá vậy. Ui con này nhìn y như con nhện luôn các bạn ơi. Sammy sợ nhện đó mấy bạn ơi. Ha, Sammy mà thấy con này chắc Sammy sẽ sợ lắm nè. Ok, mình sẽ leo lên nó nha. Leo lên nè. Ui, con này bay được hả? Wow, con này bay được nè các bạn ơi, nó bay được nè. Ui ngầu quá. Ok ok, được rồi, đi thôi. Let's go. Ủa mà sao nó đi chậm quá vậy? Con này đi chậm quá vậy? Ok, đi được rồi. Ok, đi nhanh hơn xíu đồ mày, sao mày đi chậm quá vậy? Trời là trời. Cái này là gì đây? Cái này là làm chậm nè. Cái này là gì đây? Ôi cái này là nhanh, cái này là tiến lên nhanh đúng không? Ok, cái này là tiến lên nhanh. Con này là có cái phần là tiến lên nhanh nè. Đó, tiến lên nhanh nè. Đó, ok. Ủa sao con này đi chậm quá ta? Ui chết rồi, con này đi chậm quá. Ui Sammy kìa. Ui Sammy đào đang cưỡi con robot gì bự vậy? Ui chạy đi. Mình không có chơi con này đâu, mình chơi con này đi. Ok, lấy con này. Bắn. Sammy hả? Sammy nè. À, Sammy chơi con màu tím đúng không? Sammy chơi bằng con màu tím. Ok. Ui, Sammy có đại bác các bạn ơi. Ui. Nhảy. Ui, bắn. Sammy à. Ui trời ơi, Sammy có đại bác các bạn ơi. Trời ơi, ghê quá. Chạy chết rồi, Sammy có đại bác các bạn ơi. Không giỡn được rồi. Dòng bảo vệ. Ui cái này là cái dòng bảo vệ phải không? Bắn nè. Bum mà. Ây da. Sammy á. Bà chết tôi nè. Ui, bắn nè. Con robot của mình còn ở tận 600 mấy máu các bạn ơi. Ok, thôi chạy. Nhảy lên nè. Ui trời ơi, robot của mình nhảy cao các bạn ơi. Ui con robot của Sammy nó bắn được đại bác các bạn ơi, ghê quá. Thôi chạy thôi. Chạy nhanh lên robot đi, chạy nhanh lên. Ui trên kia có con robot gì bự quá kìa, mình sẽ lên mình lấy con robot đó. Ok, đi thôi. Đó, chạy nhanh lên, mình sẽ lấy con robot trên này. Nhảy xuống. Ok, mình sẽ lấy cái con robot trên này. Leo lên nhanh lên. Chết tôi. Trời ơi, Sammy giết mình rồi mấy bạn ơi. Không, trời là trời, chết queo luôn rồi trời. Thôi tức quá mà, tại sao mình lại chết như vậy được chứ? Không được. Ôi bên kia có con robot gì nhìn lạ quá kìa. Bên kia có con robot nhìn lạ các bạn ơi. Mình sẽ qua bên kia mà lấy con robot bên kia. Ok. Đấy, bắt cua qua nè. Dạ, ơi té. Ôi da rồi, té sắp mặt rồi. Ok, thôi mình lấy robot trong đây đi. Ok, mình đã nhận được. Ô, một con robot màu cam. Wow, robot màu cam mấy bạn ơi. Ok, mình sẽ lấy con robot này. Ôi. À, con robot này được cái là nó chạy rất là nhanh. Ok, robot này chạy cực kỳ nhanh luôn các bạn ơi. Nó có khiên để bảo vệ nè. Nó có cả cái này là gì đây? À, để đi nhanh nè, cái này để đi nhanh nè. Rồi có cả súng. Đó, ok được rồi. Sammy đâu? Đây. Sammy rồi, bà đâu rồi? Tôi ở đây. Ta nè, hồi nãy là con robot của tôi là nó hơi dở xíu thôi. Bây giờ tôi chuyển qua tôi xài con robot màu cam nè. Robot màu cam là bảo đảm là mạnh nè. Ok, con này nó có nhảy cao không ta? Nhảy coi. Nó nhảy cũng cao nè, mà không được cao lắm thôi. Ok, mình sẽ leo lên trên núi. Ây da,
Ôi sao mấy chiếc trời kìa. Ôi bắn 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 nè bắn nè bắn nè bắn bà nè tôi bắn bà nè bắn nè bắn nè Sammy á, Sammy á, trời ơi con robot của Sammy nó bay được anh em ơi. Ây da đâu quá. Đứng lại. Chạy. Trời ơi chết rồi, robot của mình yếu hơn robot của Sammy mấy bạn ơi. No. Sammy rồi. Ờ tôi thấy bà trên đây nè. Bắn. Ok chạy. Trời con robot của mình sao nó yếu vậy ta? Bà đâu rồi? À chết kìa. Bắn. Chết rồi đúng không? Rồi bà chết bà, tôi dí theo bà anh tận cùng trái đất luôn nè. Sammy. Bay nè. Ok. Chết nè. Mình bắn chết được Sammy đào anh em ơi. Ok trời, robot của mình xịn quá. Trời ơi. Robot Sammy làm sao bằng robot của mình được. Xin lỗi ông nghe vô lúc rồi tôi mất mẫu thôi. Ok thôi đừng có chối. Ok. Wow, con robot trên đây nhìn đẹp quá vậy. Ok mình sẽ thử lấy con robot này thử nha anh em. Ok con robot này nè. Wow, con robot này nhìn nó có cây súng bự quá vậy. Wow, robot này có đến tận 2 cây súng bự ơi là bự luôn các bạn ơi. Ok, mình sẽ thử lấy con robot này nha. Hey. Wow, con robot này có 2 cây súng bự quá. Cái này là gì đây? Cái này là tạo ra những cái khói này để làm gì ta? Những khói này để mình bước lên hả? Ui, Sammy cưỡi trên con robot màu vàng mấy bạn ơi. Xem nè, xem tôi nè. Ui, tôi cũng có đại bác nè. Chết bà tôi nè. Ui, bắn đại bác nè, bắn nè. Sammy hả? Tôi bắn đại bác nè. Ui con Sammy bay cao quá vậy. Trời ơi, chạy. Ui bắn đại bác nè. À nè. Bắn đại bác nè. 2 viên nè. Ơi bắn nè. Bắn đại bác nè, 3 viên nè. Bắn nè. Ok trời ơi Sammy là kỳ này chết. 4 viên nè. Rơi rồi. Chết nè. Chết bà nè. Mình bắn rơi con robot của Sammy luôn anh em ơi. Bắn bể con robot của bà luôn. Tôi bắn bể robot của bà luôn nè. Bắn bể nó luôn. Mày hả robot. Bắn bể mày luôn nè con. Trời ơi Sammy là chơi dở bạn ơi. Sammy rơi trên trời xuống luôn rồi. Ok thôi con robot này nó, mình thấy nó đi chậm quá, mình không lấy nó đâu. Bây giờ mình sẽ chuyển qua mình lấy con robot nào ta. Con robot màu cam này của mình tiếp đi. Ok con robot màu cam vẫn là nhất. Đó. Sammy đâu rồi? Đây. Sammy đâu? Ra đây. Tôi đang cưỡi cho con robot màu cam. À, thấy rồi, Sammy xài con robot có 2 cây súng. Sammy nè. Tôi bắn bà nè. Sammy á, bắn súng nè. Bà chết bà tôi. Đại chiến robot. Bà nè. One hour later. Chết các bạn ơi, con robot của mình còn có 600 mấy máu à. Bắn nè. Ôi chạy. Chạy thôi. Ok, mình sẽ lấy con robot màu vàng này. Hồi nãy mình thấy con robot màu vàng nó bay được anh em ơi. Ok, bay lên. Ui nó bay được anh em ơi, robot màu vàng của mình nó bay được nè. Bye bye Sammy, tôi bay đi đây. Bye bye, tôi bay đi đây. Bà không bắt được tôi đâu. Ôi dễ gì bắt được tôi. Tôi đang bay trên trời nè, thấy không? Ghê không? Thấy tôi bay trên trời nè, thấy ghê không? Bây giờ tôi sẽ ngắm xuống tôi bắn bà nè. Ủa bà đâu rồi? Sao tôi không thấy bà luôn rồi? Bà đâu rồi? Sammy đâu rồi? Đây. À thấy bà kìa. Bắn. Bắn nè. Sammy đâu? Ai? Tôi mới rơi xuống Sammy. Ôi trời. Bắn tôi hả? Bà đâu rồi? Này thì chết này. Chạy đi đâu? Sammy chạy đi. Chạy hả? Đứng lại. Chạy hả? À bà bị rơi xuống cống rồi, bà còn chạy đi đâu nữa? Rơi xuống cống rồi. Chạy hả? Đứng lại. Dí theo bà nè, tôi dí theo bà nè. Bà đâu rồi? Sammy nè, chết queo luôn bạn ơi. Chết queo luôn rồi. Coi như là trận đấu robot này mình đã win rồi. Yeah, robot màu cam siêu cấp vô địch thế giới. Cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu ai bắn tôi vậy? Sammy bà ghê. Bà đâu rồi? Bắn tôi không? Bắn hả? Tôi bắn bà chết. Bắn bà chết luôn nè. Này thì xin lỗi nha, ai biểu bắn tôi chi. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và cũng đừng quên đăng ký ủng hộ cho Sammy Đào nữa nha. Và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, trận đấu robot này mình chiến thắng rồi anh em ơi. Yeah.